Đại gia Vilic ký hợp đồng với tân binh có hồ sơ khủng. Câu lạc bộ Viettel công bố ký hợp đồng với tiền đạo Mohamed Essa, người từng có thời gian chơi bóng cùng Mohamed Salah. Hôm ngày 18 tháng 5, Trung tâm Thể thao Viettel công bố bản hợp đồng mới với tiền đạo Mohamed Essa. Được biết, chân sút này từng khoác áo đội U20 Ai Cập và chơi bóng với ngôi sao của Liverpool, Mohamed Salah trong hai mùa giải tại câu lạc bộ Arab Contractor. Năm tôi 17 tuổi, tôi là cầu thủ trẻ nhất thi đấu tại giải vô địch quốc gia Ai Cập. Tôi cũng từng ghi những bàn thắng quan trọng trong vai trò tuyển thủ U20 Ai Cập. Tôi thi đấu tại Ba Lan trong vòng 6 mùa giải, trong đó có thời điểm khoác áo Gornik Legna tại Liga 1. Năm ngoái, tôi chơi tại Thái Lan và đã có một mùa giải với thành tích ấn tượng, Mohamed Essa nói. Mùa giải 2022 đến 2023, Mohamed Essa thi đấu 30 trận và ghi 18 bàn thắng. Chân sút sinh năm 1994 đã chơi cho cả hai câu lạc bộ và đồng thời giúp cả hai câu lạc bộ thăng hạng Thai League 1. Trong giai đoạn đầu, Mohamed Essa khoác áo Nakhon Pathomu, đội năm nay vừa giành chức vô địch Thai League 2. Tại đây, Mohamed Essa ghi 9 bàn thắng, giúp đội Candic ở vị trí thứ 2 sau khi giai đoạn 1 Thai League 2 khép lại. Sau đó, anh chuyển đến Chad FC, đội bóng lúc này đang xếp hạng thứ 11 ở Thai League. Mohamed Essa ghi 4 bàn trong 4 trận đầu và sau đó có chuỗi 8 trận thắng liên tiếp. Kết thúc mùa giải, Chad FC giành ngôi Á quân quân và thăng hạng. Dù đã có 6 năm thi đấu ở châu Âu, nhưng tôi vẫn vô cùng ngạc nhiên về cơ sở vật chất và sự đầu tư của Viettel cho đội bóng của mình. Bóng đá Thái Lan yêu cầu nhiều hơn về kỹ chiến thuật, nhưng với những tìm hiểu của tôi thì ở V-League cầu thủ chạy nhiều hơn, hoạt động năng nổ hơn, và chạm nhiều hơn và khắc nghiệt hơn. Tôi nóng lòng được ra sân và tận hưởng không khí V-League hơn bất cứ ai lúc này, cựu tuyển thủ U20 Ai Cập cho biết. Trong khi đó, đại tá Đỗ Mạnh Dũng, giám đốc trung tâm thể thao chia sẻ, sau sự vắng mặt của Gelvin Mengo do chấn thương, việc bổ sung của Mohamed Essam là rất cần thiết cho Viettel FC lúc này.